Xin được mến chào tất cả quý vị và quý vị đã quay trở lại trên kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, thời gian vừa rồi chúng tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi và cũng nhận thấy vấn đề F0 tự ý sử dụng thuốc tại nhà đang để lại rất là nhiều hệ lụy khi mà quý vị sử dụng không đúng chỉ định. Vì vậy ngày hôm nay chúng tôi thực hiện chủ đề lần này để giúp quý vị có thể giải đáp được những thắc mắc cũng như là bảo vệ sức khỏe bản thân một cách tốt nhất và những người xung quanh. Đồng hành cùng quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự góp mặt của bác sĩ Trương Hữu Khanh, là phó chủ tịch thường trực Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, hiện thực kính chào bác sĩ ạ. Xin chào tất cả mọi người. Dạ thưa bác sĩ Khanh ơi, với một cái tình trạng rằng là F0 sử dụng tự ý sử dụng thuốc tại nhà không đúng chỉ định, nhất là ở những nơi mà y tế điều trị đang còn quá tải. Thưa bác sĩ, điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc điều trị, chẩn đoán cũng như là đến sức khỏe của cái người bị mắc F0 ạ? Chúng ta nhớ hiện nay đó, cho tới hiện nay đó, thì cái việc điều trị của người F0, đặc biệt là cái người F0 mà đã chích ngừa rồi, nó khá là chuẩn. Chứ nó không còn một cái giai đoạn mà hoảng loạn, lung tung, lang thang, phát đồ không rõ ràng. Rất là nhiều người hướng dẫn từ nước ngoài về, từ những cái kinh nghiệm chung chung. Chúng ta nhớ là hiện nay không còn cái đó nữa. Phát đồ của chúng ta hiện nay rất là chuẩn. Hiện nay là chuẩn. Và đặc biệt khi một cái người chích ngừa rồi, nó khác hẳn xa với cái người chưa chích ngừa. Là chúng ta không nên sử dụng tự ý những cái thuốc. Chúng ta nhớ là một số người cho rằng cái phác đồ mà người ta đã từng xài hay là người nào đó xài hết rồi suy ra là nhờ cái thuốc đó hết là hoàn toàn không đúng, bởi vì cái bệnh này là cái bệnh tự hết, và đa số những cái thuốc mà người ta sử dụng là có thể nó hại cho cơ thể và thậm chí nó hại cho cái quá trình diễn tiến bệnh của mình nữa. Cho nên nếu mình tự mua thuốc ở nhà theo một cái hướng dẫn nào đó thì hoàn toàn không nên, nó cần chú ý. Thưa bác sĩ, có thể nói paracetamol được xem là một cứu cánh cho người mắc COVID-19, giảm đau, hạ sốt và hiệu quả. Và vì vậy cho nên là họ cũng có vẻ như là hơi lạm dụng một chút xíu, tự ý sử dụng và quá liều lượng. Điều này gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và những hệ lụy về sau này nữa ạ? Khi mà chúng ta xài paracetamol mà quá liều thì cái tổn thương đầu tiên nhất là sẽ tổn thương gan. Nếu mà mình không cẩn thận, mình xài không đúng thì có thể là suy gan cấp luôn. Dương cấp rồi sau đó mình cứ nghĩ là do một cái bệnh lý gì đó, từ Covid thì bệnh lý gì đó là không nên. Chúng ta nhớ là paracetamol là một cái thuốc điều trị triệu chứng với mang nhiều cái thương hiệu khác nhau, nhiều cái tên thương mại khác nhau. Tylenol, Panadol, Efferalgan, tất cả đều là một thôi. Không có cái thuốc nào mà đặc trị theo cái cách mà nói thuốc này chuyên chữa Covid, không có. Paracetamol không có chữa được Covid mà paracetamol làm hạ sốt giảm đau. Cho nên nếu mình là một người Covid mà không đau thì không uống, không sốt thì không uống. Và chúng ta nhớ một cái sai lầm nhất của cái người điều trị Covid đó, người mà tự điều trị đó. Nghĩ là mình hết sốt nhờ thuốc rồi mà hết bệnh, hoàn toàn sai. Bao giờ mà tự cơ thể mình không sốt nghĩa là mình khỏe. Mình không cần uống thuốc mà mình hết sốt nghĩa là mình khỏe. Nếu còn mình hết sốt, mình uống thuốc vô để mình hết sốt, để mình khỏi là hoàn toàn sai. Cái đó càng ngày càng uống, nó càng ngày càng hại. Thành ra thuốc này là thuốc điều trị chứng. Cho nên có thì uống, không có thì thôi. Có triệu chứng đó thì uống, mà không có triệu chứng đó thì không có. Dạ, vậy thì bên cạnh sử dụng paracetamol, nếu như không cần thiết, người bệnh có thể sử dụng một vài cái biện pháp hạ nhiệt nào khác không ạ, thưa bác sĩ Khanh? Thì trong cái hạ nhiệt của Covid đó thì cũng là uống nước nhiều. Nếu không sốt trên 38 độ 5 thì uống nước nhiều. Cái thứ hai là đối với trẻ con thì mình có thể lau mát, người lớn mình cũng có thể lau mát. Đối với trẻ con thì mình có thể sử dụng cái phương pháp là da áp da. Mình có thể lấy cái nhiệt độ của người bình thường, mình áp vào da của cái người mà sốt thì nó sẽ hút cái nhiệt độ đó đi. Thì cái đó là những cái phương pháp vật lý thôi. Và chúng ta nhớ là đã uống thì uống đủ liều. Có một số trường hợp uống liều quá thấp thì nó không có tác dụng. Dạ thưa bác sĩ, bên cạnh paracetamol thì alo bác sĩ cũng nhận thấy có một tình trạng như thế này, đó là việc sử dụng vitamin C. Nhiều người tưởng chừng như là sử dụng càng nhiều sẽ là càng tốt. Mặc dù rằng là đã có rất là nhiều chỉ dẫn nhưng vẫn rất nhiều người lầm lẫn trong việc là sử dụng vitamin C. Giờ bác sĩ Khanh có thể chia sẻ cũng như là hướng dẫn liều lượng đối với người lớn và trẻ em như thế nào, uống để vừa đủ và có thể đủ để tăng sức đề kháng. Khi mình nói về vitamin C đó là mình mới nói luôn rất là nhiều cái vitamin. Thì người ta nói là cái sức đề kháng nó phụ thuộc vào cái lượng vitamin mà mình có sẵn trong người. Vitamin C, vitamin D, vitamin A.
rồi kẽm, rồi những cái vi chất, nhưng mà nó đó, cái tốt nhất á, nó vẫn là có điều ở trong người mình, và nó nạp vô thì nó chỉ có lượng nó thôi, nó thải ra chứ không thể nào mà nó có hoài, nó nạp vô một lần nó thật là nhiều được. Thành ra cái uống của mình á, là uống cái hình thức duy trì, có nghĩa là hôm nay ngày mai mình uống tiếp, chứ không thể mình uống một lần vô nhiều thì làm sao mà nó tốt được. Chỉ có mình ăn đều đều, nó có tích lũy trong đó, nó không thiếu. Chứ còn khi mình đã nói mình uống thì mình phải uống đều trong những cái ngày thường xuyên, trong những cái ngày đó. Thành ra mình chỉ cần uống một trẻ con thì một ngày 500, còn người lớn ngày 1 gram là được rồi. Mình uống đều chứ mình muốn là bây giờ uống nhanh như một lần cho nó nhiều lên để tăng sức đề kháng, không phải như vậy. Cái thứ hai là mình có thể bổ sung vitamin và C bằng, hoặc là những cái vitamin khác bằng nhiều chất khác, ví dụ như mình uống nước, ăn trái cây tươi, mình ăn rau xanh, nó cũng tạo thêm những chất khác. Và chúng ta chú ý là cái vitamin C này đó, mình đừng bao giờ uống buổi tối. Thì uống buổi tối mình khó ngủ. Chúng ta biết cái người Covid đó, mà đã khó ngủ rồi đó, thì họ tưởng tượng lung tung lắm. Đó, thành ra những cái chú ý mà chúng ta cần khi mà mình sử dụng vitamin. Và cái thứ hai là nếu một cái lần đó mình uống quá nhiều thuốc thì mình nên xem xét cái nào cần uống rải ra. Chứ còn tôi thấy là một nắm thuốc luôn thì làm sao mà cái dạ dày của mình nó chịu được. Thành ra mình thấy gì không cần mình đừng uống. Nếu mình nói bây giờ chỉ cần vitamin, chỉ uống vitamin, thậm chí mình đang uống cái thuốc triệu chứng thì mình bớt vitamin lại, tại vì nó nhiều quá là bao tử chịu nổi. Dạ. Thưa bác sĩ Khanh, bên cạnh đó thì cũng một tâm thức được nhiều người truyền tay nhau, đó là việc sử dụng kháng sinh. Kháng sinh có tác dụng như thế nào trong việc điều trị cho một F0? Và bên cạnh đó, nếu như lạm dụng quá liều sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe ạ? Chúng ta nhớ đây là một bệnh do virus, thì kháng sinh nó không có vai trò gì trong giai đoạn đầu đâu. Dạ. Chúng ta nhớ là kháng sinh trong bệnh do virus là để chữa bội nhiễm. Nếu mình đang điều trị ở nhà thì mình không có nguy cơ bội nhiễm nhiều nếu như mình ở một môi trường thoáng. Trong nhiễm virus người ta có nói đến cái câu là phòng ngừa bội nhiễm, nhưng cái lúc đó là người ta ở trong cái môi trường rất là chật chội, môi trường điều trị bệnh nặng thì người ta mới có cái khái niệm là phòng ngừa. Còn mình ở nhà mình thông thoáng, mình lo mình dọn dẹp cái nhà mình cho sạch thì mình uống phòng ngừa kháng sinh làm gì, không cần thiết. Thứ hai là nếu nó có bội nhiễm thì nó phải là những ngày sau, ngày thứ tư, ngày thứ năm, và đương nhiên nó phải có triệu chứng. Cho nên mình đừng bao giờ quyết định là uống kháng sinh vô để phòng ngừa bội nhiễm, hoặc là mới có mấy ngày đầu thôi mình nghĩ mình đã bội nhiễm rồi thì mình uống kháng sinh là hoàn toàn không được. Bởi vì kháng sinh đó, nó sẽ làm kháng thuốc, và nó cũng sẽ là một đóng góp vô một số cái loại thuốc mà cuối cùng là mình uống nhiều quá, sau đó mình khô họng hết, mất sức đề kháng, đau dạ dày, nhiều thứ lắm. Thành ra kháng sinh là không được tự động uống. Người khi nào mình thấy rõ ràng triệu chứng nghi ngờ là có bội nhiễm thì mình hãy suy nghĩ tới kháng sinh. Dạ, corticoid cũng là một loại được nhiều F0 có triệu chứng sử dụng vô tội vạ. Thì xin được nhờ bác sĩ Khanh có thể chia sẻ và hướng dẫn để sử dụng như thế nào là đúng cách ạ. Chúng ta nhớ là trong cái đợt đầu tiên á, thì khi mà chúng ta chưa có cái vaccine á, thì chúng ta có một cái gánh nặng rất là lớn, đó là cái phản ứng viêm trong khi nhiễm Covid. Có nghĩa là bản thân cái con virus nó không làm gì mình hết. Sau khi mình ổn định đánh nhau với nó rồi thì mình khỏe lên, mình mới tìm nó, mình đánh quá mức ra phản ứng viêm. Thì lúc đó trên thế giới người ta cũng có nghiên cứu có một loại corticoid để mà giảm phản ứng viêm nó đi, giảm cái cơn bão cytokine trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên đó là giai đoạn đầu của chưa có vaccine. Còn hiện nay có vaccine thì cái hiện tượng nó giảm rất là nhiều. Chỉ những người nào chưa có chích ngừa đó thì mình mới nghĩ tới cái đó thôi, và những người có nguy cơ mình nghĩ đó thôi. Nếu chúng ta tự nhiên ta xài cái đó, mà đặc biệt là trong 3-4 ngày đầu, thì chẳng đặng đừng là chúng ta đã ép cái cơ thể chúng ta không có năng lượng, không có khả năng để chiến đấu lại là virus. Bởi vì nó là ức chế miễn dịch mà miễn dịch cần để mà kềm hãm virus không nhân lên, mà chúng ta uống vào chẳng khác gì là chúng ta không cho cái cơ thể mình kìm hãm virus, thì lúc đó virus nó sẽ nhân lên hành mình thôi. Nên corticoid là chúng ta phải hết sức cẩn thận, không có tự xài được. Dạ, thưa bác sĩ, trong hướng dẫn điều trị F0 tại nhà thì thuốc kháng viêm chống đông là chỉ sử dụng ở giai đoạn 2 của bệnh, thông thường là vào ngày thứ 7 trở đi. Khi mà cơ thể người bệnh bị suy hô hấp hay là rối loạn hệ đông máu, tuy nhiên thì nhiều người vẫn uống sai cách, điều này nguy hại ra sao ạ thưa bác sĩ Khanh?
Chúng ta nhớ là cái thuốc chống đông và thuốc kháng viêm á, đúng là nó giai đoạn thứ hai, có nghĩa là sau khi mình đánh nhau với virus bằng cái cơ thể miễn dịch của mình rồi, virus nó ngất ngư rồi, nó còn cái xác không thôi, nên là còn tàn quân không thôi, thì nó cơ thể mình tiếp tục đi tìm nó đánh, thì nó xảy ra một cái hiện tượng là viêm và thậm chí là rối loạn đông máu, tăng đông, thì đó chúng ta mới xài. Nên nếu mình xài giai đoạn đầu thì mình sẽ phải xài cái kéo dài ra, mà thậm chí nó miễn dịch của mình giảm xuống, và khi miễn dịch giảm xuống con virus thì nó chưa làm gì được mình, nhưng mà những cái tác nhân gây bệnh khác sẽ tấn công vào phế cầu và những cái siêu vi khác, những cái môi trường mà nó có những cái tụ cầu, những cái vi khuẩn ở trong họng của mình, nó nhân cơ hội nó lan xuống dưới nó đánh mình. Cho nên cái đó mà mình xài quá sớm, xài quá lâu thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều thứ, và thậm chí là cái thuốc chống đông đó đó thì nó có thể làm chảy máu hả. Đó, thì cứ như vậy thì nó cứ luẩn quẩn hoài, không phải mình bị nặng lên là do bệnh COVID, mà mình bị nặng lên chính là do cái hiện tượng của mình lạm dụng thuốc, rồi sau đó sức đề kháng mình giảm xuống, rồi cuối cùng mình bội nhiễm nhiều thứ hơn. Dạ, vậy nếu như một người đã lỡ sử dụng quá liều hoặc là sai cách thì có cách nào để chúng ta có thể đào thải và hạn chế được những tác dụng phụ một cách tốt nhất ạ? Cái thứ nhất là phải ngưng thuốc, thứ Dạ. hai phải báo cho bác sĩ, thứ ba là chỉ uống nhiều nước nha, chứ không có cái cách nào mà đào thải được cái đó đâu, tự nó Dạ. hết dần dần. À, thưa bác sĩ Khanh, khép lại chương trình hôm nay, giờ bác sĩ có thể cho mọi người lời khuyên để có thể mau chóng chiến thắng được đại dịch này. Theo tôi thì hiện nay cái phác đồ điều trị nó rất là chuẩn rồi, cái cách phòng ngừa nó cũng rất là chuẩn rồi, và vai trò của vaccine nó cũng rất là chuẩn rồi, là chúng ta cố gắng chích ngừa cho tốt, không may mắc bệnh thì cứ đón nhận nó, đừng có vội vã xài những cái thuốc không có hướng dẫn rõ ràng. Bây giờ hiện nay hệ thống y tế cũng có nhiều nơi để mình liên lạc, hướng dẫn cụ thể để mình sẽ hướng dẫn như vậy. Và nếu chúng ta cùng nhau làm như vậy thì Omicron nó có tới mà chúng ta chích ngừa rồi, chúng ta bình thản đón nhận, mọi chuyện nó sẽ qua rồi. Dạ. Alo bác sĩ, xin được thay mặt cho tất cả quý vị khán giả gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Khanh cũng như là mến chúc bác sĩ luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ cho các bệnh nhân ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chúc quý vị nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và vững tâm đi qua đại dịch Covid-19. Thân ái chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.